Como? Cuia. Cuia? Sim, cuia. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhật Nguyệt Vlog cùng ông Gomez sẽ đi hái bông hoa chuối và sẽ làm món nộm hoa chuối thịt gà để cho ông Gomez cùng mấy anh em trong team Châu Phi được thưởng thức lần đầu tiên trong đời món này. Ở Việt Nam. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nhật Nguyệt Vlog cùng ông Gomez và bạn Tony ở đây thì sẽ làm cái món nộm hoa chuối. Nộm hoa chuối thì cái hoa chuối này thì hầu như là người Châu Phi là họ sẽ quăng đi mọi người này. Cái khi là tu đủ ly xu. Hả? Angolano là tu đủ ly xu. Nào 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 sabe cozinha, nào sabe trabalhar como é? Đây tức là cái hoa chuối này là tất cả người dân ở đây là hầu như họ quăng họ bỏ đi, họ không biết đường làm mà ăn. Đấy, thì Nhật sẽ làm cho các bạn ở đây thưởng thức cái món hoa chuối nộm của Việt Nam chúng ta để thưởng thức được cái hương vị Việt Nam. Eu faje comida Việt Nam meta aqui muito cuidada. Da manu mai veliu como é. Ok ok. Đây Nhật sẽ cho một ít muối trắng vào để ngâm cho nó mất bớt chát đi. Và sẽ cho một quả chanh vào cho nó trắng nhá. Cái mè té cái là branco, muito cuia. Thì anh sẽ quấy đều. Ôi. Cái này Nhật sẽ làm với nộm hoa chuối với thịt gà. Bỏ một chút thịt gà nữa cho các bạn ấy thưởng thức. Như vậy là chuối đã Nhật thái và Nhật ngâm đây rồi. Nhìn nó rất trắng và ngon. Muối với chanh. Và nó gieo lại nhìn rất là ngon. Thì bây giờ Nhật sẽ đâm lạc. Nhưng mà do đây không có cái cối hoặc không có gì nên là Nhật để ở đây Nhật đập cho nó nhọ luôn. Gà thì Nhật chỉ có lấy một cái ức với một cái đùi thôi vì con gà này hơi dai một chút nên Nhật không lấy nhiều. Đây, đây là một đĩa gà Nhật đã làm xong. Đây, thì bây giờ Nhật sẽ trộn với hoa chuối nhá. Đây hoa chuối đây. Hoa chuối nhìn rất trắng ngon, nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Đấy, hoa chuối đây. Đấy, Nhật sẽ trộn gà với hoa chuối này. Đây là thịt gà, Nhật trộn nha. Đây như vậy là thịt gà Nhật đã trộn với hoa chuối này. Đấy, bây giờ Nhật cho thêm lạc vào. Đây. Lạc Nhật đã đâm đây rồi nhá. Vì làm nóng này Nhật bỏ luôn chứ không bỏ nước ra nữa. Không có cối nên đâm to to. Nhật sẽ bỏ cả cho thơm. Đấy, như vậy là chuối và lạc và thịt gà. Đây. Này, Nhật sẽ cho một quả chanh vào, vắt một quả chanh nhá. Cho nước quả thôi vì quả chanh này nó nhiều nước lắm.
ăn cay ăn cho ngon. Cái loại này phải ăn cái cay the the một chút nó mới có hương vị mới ngon. Đây. Cho thêm ít lá quế vào. Đấy, không quế nhìn là rất ngon đấy, nhưng mà tại vì cái này để trong bạn cho thêm rau húng ta hay kêu Việt Nam ta kêu bằng hay kêu rau húng chó đấy. Đấy cho nó vào nó thơm. Sẽ cho các bạn Angola châu Phi thưởng thức lần đầu tiên, thưởng thức cái món nộm hoa chuối gà. Này thử cắt đi. Cắt tí nha. Ra sẽ đưa ra đĩa này. Đây họ chỉ có dùng dĩa và dùng thìa thôi. Đây là đã làm xong này. Đây. Đây. Cho các bạn ấy thưởng thức cái món nộm hoa chuối của Việt Nam. Như vậy là các bạn ấy nói xin mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Como? Cuya. Cuya? Sí, cuya. Ngon. Ngon. Angola nu na sabe le li su flor banana. Việt Nam mi ta? Nam li su. Nam li su. Como? Cuy. Ngon. Ngon. Thiếu lan em thôi, rất thơm ngon, có vị bùi của jingu bá, có vị ngọt của thịt gà và mùi thơm của lá rau quế, húng quế, rau thơm, rau húng quế và húng chó, ăn rất là ngon. Cái chai của hoa chuối thì các bạn biết rồi. Đấy. Ăn rất là tuyệt. Đâu đây rồi, lá rau cải ngoài ông Gomez trồng được cái quấn ăn cũng rất là ngon. Muốn thật sự ngon thật các bạn, chứ không phải làm video là nhật nhật nói không khai thật với mọi người thấy nào. Cái món nộm đầu tiên của Nhật làm nhá. Nhưng ăn rất là ngon. Rau cải. Rau cải. Có vị bùi của lạc mà có vị ngọt của thịt gà. Đó, rất là ngon, hấp dẫn đấy. Kiểu này có lẽ là làm đeo ý của các bạn như thế nào. Đợt này có lẽ nhật ra một loạt series là các video
về quảng bá cái các món ăn của Việt Nam đối với các bạn châu Phi đấy, và một số clip hài. Nhật sẽ thử một số clip hài để các bạn xem nhá. Đấy, vừa làm nông nghiệp vừa làm các món ăn của Việt Nam cho người châu Phi thưởng thức, và kết hợp đó là sẽ có một ít clip hài sẽ thử nghiệm. Đấy, lúc đầu thì các cái clip hài thì Nhật nghĩ nó sẽ không hay được, nó chưa hay và hấp dẫn lắm, nhưng mà cũng Nhật nghĩ nếu mà triển khai thì có lẽ được, vì các cái diễn viên đây là không phải diễn viên chuyên nghiệp mà toàn là những diễn viên quần chúng tự tạo ý tưởng và lên làm, thì Nhật sẽ làm một vài bài video cho các bạn thấy. Ngon không? Dạ vâng. Đều biết ra là manu kume nao akabu. Akabu muốn vui à? Không có biết. Ăn rất là ngon và rất là thích. Mẹ te kia muốn được vui à? Ngon. Mày. Cô mẹ mai về lưu cô mẹ đúng cô mẹ ổn chả nó thật sự ngon thật đấy. Sản phẩm đầu tiên của Nhật làm ấy nhưng mà ngon. Tony. Cảm ơn. 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 Gây nhom. Nhật mới phát hiện ra việc một điều rất thú vị của hai ông bạn này là ông Gomez và ông bạn Tony là hai ông cọc kèo các bạn. Hai ông cọc kèo. Hai ông này là cọc kèo. Ở Việt Nam ra mà cọc kèo ngồi như thế này là có vấn đề đấy. Hai ông cọc kèo mà về nhà bố mẹ vợ thì đúng là nhậu suốt ngày ấy, mà hai ông này rất là hiền. Chưa sống đến trời hẳn. Cô nhà đúng? Không, cô nhà đúng. Cô nhà đúng? Cọc kèo nhau, tiếng bồ gọi là cô nhà đúng. Cô bò, cà bò. Cà bò. Muốn tụi ngon. Muốn tụi ngon? Chứ cho là lý tụ. Cô mẹ muốn tụi rào. Rào dưới nàn, rào cà. Chán ngon ngon rau cải muốn chờ cái gì đây rau chuối à rau chuối hoa chuối ok nào lên mà ra không đi là ung bé chó ung cu cà thì ta bảo. Cô ta nào cô ta? Có trụ đi à? Có trụ đi à? Ôi hẹn là hôm khác có ăn món khác rồi. Nhớ mang bia. Thật sự đúng hả ngon? Xong đợt này Nhật mới biết là tay nghề mình vẫn khéo tay ấy. Tá bom? Tá bom. Eu vou fazer tá bom? Muito bom. Saber fazer. Saber fazer. Quang đủ một tay nó phở lo nữa ba ngàn là lao đi tù á.
Thôi ra kia. Cô mẹ. Bà dạy yêu qua đi yêu. Về yêu từ ra bà đi áp. Bà dạy. À cốt tả bị kê nữa. Mẹ tế. Bên từ rú cô mì đã. Você não sabe, tem amigo vem aqui não saber. E aí, dá o quê? Dá o quê? Faz tu é? Ah, tu é. Ele comeu a tu é, ele pensa, ele vai se embora. Não, não foi a. Não, ele pensa, não, não, ele não sabe que não tu é. Ele não viu você tem fazer. Tem amigo assim, entra aqui agora. Vem, vai comer. Ele comer, ele pensa igual de cebola. Ah! Porque ele não tem ver. Ele não sabe ela. Tức là anh Lý Tù anh nói là nếu mà một người ngoài mà vào mà không biết được Nhật làm hoa chuối thì họ không biết được đây là làm từ hoa chuối mà làm từ cái bắp cải. Thì ông Gomez ăn rất là giỏi, ăn cái gì cũng rất là khỏe. Người ông to như thế này. Như vậy hôm nay là rất là vui. Hôm nay sẽ đến đây chơi và làm các loại món ăn cho ông Gomez rồi bạn rồi Tony rồi bạn Little. Đấy, ăn rất là hấp dẫn và ngon. Thì chương trình của Nhật đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn. Chào. Tô là Lý Tù. Come on. Cảm ơn.